Cách nuôi trái mít cục đỏ sao vàng đạt lỡ 1 nha. Thì ngày hôm nay Ly đang đứng cạnh khu vườn trồng mít cục đỏ sao vàng. Vườn này là 800 cây nha. Hiện tại là đã có thu hoạch được, cắt được 2 dao hoặc 3 dao rồi anh kia. À, 3 dao rồi. Dạ, vườn này thì ở Bình Tân, Vĩnh Long của anh Dũng là chủ đầu tư ha. Thì Ly cũng thường xuyên cập nhật cái khu vườn này rất là nhiều. Từ khi tạo mầm hoa nè, rồi đến khi mà nuôi hoa này ha, nuôi trái con, tiện trái nè, khu vườn này là cập nhật rất là nhiều. Nếu như mà Ly quay lên, Ly nói là cái vườn của anh Dũng Bình Tân thì quý bà con chúng ta sẽ biết được. Đây, hôm nay là đã có kết quả rồi nè. À, anh đã cắt 3 dao trái bối, còn trái trên cây nè. Đó, thì bây giờ em sẽ nhờ anh kia hướng dẫn cho quý bà con chúng ta cũng như là chia sẻ cách mình nuôi trái cho trái nó đẹp, nó đạt được là một giống như thế này nha anh. Đó, thì bà con thấy không, cái da mít nè, hầu như là cây nó có màu trắng hơn cái tay kia nè. Nó đẹp hơn tay kia, đẹp hơn kia luôn đó bà con. Cái này là da cam kết bà con luôn ha. Đó, thì chúng ta muốn để mà chăm sóc mà cái mít mà ruột đỏ sơ vàng cũng như là cái mít thái bà con ha. Thứ nhất là gì, cái màu da mà nó đẹp như thế này nè, cái trái nó tròn trịa như thế này nè, đó thì nó trải qua cũng rất là nhiều cái khâu mà để gọi là chăm sóc đó bà con ha. Đó, thì Kia chia sẻ cho bà con từng khâu. Đó, thứ nhất là gì, ngày hôm nay á là Kia chia sẻ cho bà con ta về cái cách để nuôi trái ha, để cho cái trái mà nó tròn đều như thế này. Đó, đây thì Kia sẽ cho anh Dũng tưới cái xô Mat Israel, đó Mat Israel và cái Humic cho băng gòn. À, đây ngược bà con ơi, đó không biết cho bằng gòn đó, thì cái thời điểm nào mà bà con tưới nó vừa nhất ha, nó kịp thời nhất đó, thì cái thời điểm mà bà con, cái thời điểm á là khi mà cái nụ mà nó ra xong nó xả nhị bằng cầm tay như này nè, đó thì bà con bắt đầu bà con tưới cho kia nha. Đó, thì cái phải cái thời gian mà bà con tưới ha, thì cứ là gì, cứ hai cử xô hoặc là một cử xô một cử phân, thì mỗi cử chúng ta cách từ 7 tới 10 ngày tùy theo cái số lượng ha. À, cái này Kia nhấn mạnh cho bà con, tùy theo cái số lượng mà trên trái thì bà con sẽ đưa cái hàm lượng dinh dưỡng cho nó vừa đủ chứ nó không được dư. Đó thì đối với cái cây mà tầm 6-7 trái như này rồi con nè, 6-7 trái như này ha, lúc mà bằng cổ tay á thì bà con sẽ tưới cho Kia đâu đó khoảng tầm 5-60 C thôi. Đó, pha 10 lít nước. Đó, thì bà con tưới trực tiếp vô gốc. Đó thì cái thời gian mà trái càng ngày càng lớn ha, thì bà con tăng liều lượng cho Kia. Đó, tăng liều lên thì khi mà là cái trái nó đâu đó tầm từ 5-6 kg trở lên đó, thì bắt đầu là bà con sẽ tăng lên cho Kia là một trái thì bà con sẽ tính cho Kia là 20 hoặc 25 cc. Đó, như cái trái này nè, cái cây này á là để cây đâu 60 trái gì á, 8 trái gì đó, thì bà con cứ nhơ lên cho Kia đó, 20 cc. Kia nói cho dễ tính nha, 20 cc 8 trái thì nó 160 cc. Đó thì bà con pha cho Kia là khoảng tầm từ 15 lít nước, thì bà con tưới trực tiếp xung quanh gốc. Đó thì cứ 10 ngày hoặc là 7 ngày tùy theo cái sự lớn của trái thì bà con tiếp tục rải phân cho Kia. Đây là Kia sẽ cho rải phân cái 20 20 15 ha, của công ty Bio Gia Băng luôn đó bà con. Thì đối với mấy cây mà trái nhiều như này thì Kia sẽ cho rải khoảng tầm 200g. Đó, 200g trên một gốc. Rải xong rồi thì bà con sẽ tưới nước liền cho Kia luôn. Lý do tại sao đó thì bà con biết rồi, cái phân hóa học là cái thành phần là hầu như là gì, là cái axit rất là cao, axit phân rất là cao. Khi mà cái rễ non á, khi mà nó ăn bài trên mặt đất, khi mà bà con tưới nước chậm, tưới nước trễ thì cái axit này nó làm cho gì, cái rễ của cái cây mít của chúng ta nó sẽ bị khô, bị khô và nó chết rễ. Thì cái đó là cái mà bà con là lưu ý trước tiên hay bà con ha. Khi bà con gãi xong rồi tưới xong rồi đúng không, thì phân nó tan hết rồi, thì từ đó đất mình nó có đủ độ ẩm thì cái hệ rễ cây nó vừa phát triển ra thì có dinh dưỡng tại chỗ ha, thì cái rễ cây nó hút rất là nhanh. Đó, đó thì cứ là gì, là tưới xô 7 tới 10 ngày gãy phân. Đó thì bà con cứ áp dụng cho Kia là theo hai cái nguyên tắc như thế vậy thôi. Đó thì bắt đầu là gì, bà con thấy cái tỷ lệ mà trái nó lớn rất là ok luôn, rất là tuyệt vời. Đó thì còn những cái để cho mà nó sáng gai nè, nó sáng da nè, thì ngoài ra ha thì Kia sẽ cho phun bổ sung thêm. Thứ nhất là gì, là cái 12-8-20 và chai gel lớn trái. Thì cái bộ này thì bà con pha cho Kia là 400 lít nước ha, bà con phun ở ngoài lá, ướt ngoài lá, và bên cạnh đó là gì, bà con phun xương nhẹ trong thân cho Kia thôi, trong trái thôi ha, chứ bà con đừng có phun ở ướt nhẹp luôn, chảy rộng luôn. Đó thì tại vì ở khi mà là cái dinh dưỡng á, bà con biết ha, là nó sẽ quang hợp trao đổi chất qua ngoài lá, nó sẽ mạnh gấp 10 lần so với là gì, là chúng ta sẽ cung cấp cái dinh dưỡng qua gốc.
đó, thì bà con lưu ý cho cây điều này, thì cho nên là bà con thường xuyên bà con sẽ hỗ trợ cái dinh dưỡng qua lá cho cây bằng 12-8-20 và chai chai gheo lớn trái pha 400 lít nước phun ướt ngoài lá. Đồng thời nếu mà trường hợp có sâu thì con cứ khoa sâu và nhện đỏ thì con khoa nhện đỏ vô kia luôn. Thứ nhất là ta bảo vệ cho bộ lá luôn luôn lúc nào nó cũng vừa xanh vừa bóng ha, chứ nó không có bị mà sần sù là sâu nó ăn. Thì tất nhiên là cây mình nó thiếu lá thì cái tỷ lệ không quang hợp trao đổi chất nó yếu đi, thì cái trái chúng ta nó cũng ảnh hưởng tới tới mà cái sự lớn trái nữa đó, thì con lưu ý chuột ra đó. Còn cái vấn đề mà để mà tẩy gai tẩy trái đó, thì kia sẽ cho phun là gì, cái chai mà tẩy da lưu da cám nè và cái phu quýt quy lượng nè đó, thì hai gói phu quýt quy lượng một chai tẩy da lưu da cám bà con pha 400 lít nước nè, phun trực tiếp vô trong trái cho da luôn bà con nha đó. Thì là bên cạnh đó nó còn thuốc nấm bệnh rất là nhiều nữa đó. Thì trên màn hình thì có để lại hai số điện thoại, quan tâm thì bà con cứ gọi điện thoại về hai số điện thoại cho màn hình đó, thì kia cũng sẵn sàng tư vấn cho tất cả bà con ta từng theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của trái, cũng như là để cho màu gai màu trái nó đẹp nó bóng bẩy như thế này đó, thì kia sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho bà con nha đó. Thì còn cái phần tiếp theo thì kia cũng muốn là nhường biết lại cho chị Ly có muốn đôi lời tâm sự với bà con thêm bà con nha. Dạ thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng nuôi trái nè, cũng như là cái cây giống nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy trên cây nó rất là nhiều trái đây ha. Cây này là để khoảng 1 2 3 4 5 6 7 trái ha, 7 trái. Nhưng mà nuôi trái nào cũng to, trái nào cũng tròn, đặc biệt là không giật méo nha. Quý bà con chúng ta cũng biết ha, mít cục đỏ sơ vàng mà khi cái trái nó bị giật bị méo là nó sẽ rơi vào loại 3. Từ hàng nhất mà rơi xuống loại 3 là nó chênh lệch với nhau là tầm khoảng là từ vài chục ngàn trên một ký. Ví dụ như hôm nay là 80.000 trên một ký lô gam nè. Loại nhì là 70.000 trên một ký lô gam, nhưng mà hàng chợ tầm khoảng 25 đến 30.000. Là từ hàng chợ mà nó cách nhau tới hàng loại 1 là tới 50.000 trên một ký. Nhưng mà khu vườn của mình không chăm sóc tốt nè, mình nuôi trái không kỹ nè, để trái giật méo nó từ hàng nhất mà rơi xuống hàng 3 đi. Mất 50 ngàn. Mất 50.000 ký. Một trái của mình như vậy là 10 đến 12 ký đi. 10 ký là 500.000. 12 kg là 600.000, một trái gì mất 600.000, mà khu vườn của mình 1.000 trái đi là quý bà con chúng ta tính ra hàng trăm triệu nha. Hàng trăm triệu trên một khu vườn của mình. Nên mình trồng mít ruột đỏ sơ vàng chứ không phải mít Thái nha. Đi chia sẻ là mít ruột đỏ sơ vàng nên quý bà con chúng ta phải đầu tư. Đầu tư thứ nhất là đầu tư về kỹ thuật nè ha, mình phải biết kỹ thuật nè, rồi kỹ thuật nuôi trái nè ha. Mình phải đầu tư cho mình mới sinh lời được nha bà con, chứ không phải mình trồng lên mình bỏ vậy nó cũng trái lớn, đầu tư chi tốn tiền phân thuốc đúng không? Đúng. Em thấy có nhiều người nói đầu tư chi tốn tiền phân thuốc rồi bán có lời không, mình không đầu tư sao mình bán có lời được đúng không anh? Dạ tại vì mít ruột đỏ nó rơi vào là tầm khoảng là mất nhau hết vài chục ngàn, chứ không phải như mít Thái nó chênh lệch nhau tầm khoảng 10.000 thôi, còn mít này nó chênh lệch nhau nhiều lắm. Quý bà con chúng ta cũng có thể là cập nhật giá hàng ngày. Thì bên Ly cung cấp cây giống thì có hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, hỗ trợ kỹ thuật làm trái tại vườn, và có mua trái mít ruột đỏ sơ vàng luôn nha. Năm nay mình mua luôn hả? Dạ em có mua mít ruột đỏ sơ vàng. Thì dạ thì từ miền đông. Tây ha, từ miền Tây ra tới khu vực miền Đông luôn, tại có nhiều anh chị ở ngoài khu vực miền Đông á, người ta thích trồng mít nhưng mà người ta sợ trồng mà không có mua không có lái thu. Thì nếu như mà anh chị nào mà mua giống bên em thì em sẽ thu mua trái khu vực miền Đông luôn nha. Đây là chất lượng nè. Thì ngày hôm nay Ly còn đi vài cây nữa đi. Đi vài cây nữa đi. Bà con nói kia lửa có một cây một cứ ngồi nói hoài đâu được. Đi vài cây nữa đi. Đi vài cây nữa ha bà con. Đây. Hầu như là một mẫu là hầu như là nó đi gan luôn bà con nè. Mẫu trái nha. Mẫu trái là không nhớ lấy. Nói chung là cũng không quá tròn và cũng không quá dài nha. Mà cái da rất là đẹp nha, bảo quản được cái da đẹp là điều đầu tiên nè. Tuyệt vời. Đúng không? Mà này quy da là tuyệt vời luôn. Cái mít ruột đỏ sơ vàng này nó hay bị giống như là nó hay bị tàn ong lắm nha. Nó dễ bị tàn ong hơn là mít Thái nữa đó anh kia. Đúng rồi. Anh để ý không? Dễ bị tàn ong và cái da nó sẽ bị nám đen. Mà cái vườn này nó được như vậy là khá là ok. Đây, anh đi nữa anh kia. Cái dài dài ra ngoài sau. Ôi giời ơi, coi trái nè. Cái trái này vô nhất không bà con thấy cái này vô nhất không? Mít ruột đỏ sơ vàng hiện tại lấy hàng cũng còn hơi dễ nha. Nói chung là hơi dễ nha bà con. Giống như quý bà con chúng ta lấy hàng mà đủ ký đi tầm khoảng nói tiếng 8 ký không được nha. Tầm khoảng 8 ký rưỡi, giống như là quý bà con chúng ta nói tiếng lái 8 ký thôi. Nhưng mà chúng ta phải cắt mặt nè. Nhưng mà cân lên phải trên 8 ký là mới lấy hàng được loại 1 nha. Đó. Cái trái này chắc 15 ký vậy nè. Trái đó là quá to. Quá trời dữ luôn. Tròn do luôn. Ý như con heo con, lủng lẳng trên cây. Cây này mấy trái anh kia? Cây này cái cây bên dưới là ba trái này 6 trái chị liền. Ôi cây cây bên đó nữa kìa. Vợ cây nào cũng nhiều trái nhiều lắm mà coi. Đó thì hầu như là gì? Là cái quy trình kỹ thuật chuẩn
chúng ta làm bông, cái này hầu như là cái vườn của Dũng làm bông rơi vào những cái trận mưa, trận bão rất là dữ. Nhưng mà về cái độ mà kiên trì của Kia không giờ bỏ cuộc bà con, cho nên là hỗ trợ cho anh Dũng là hết mình luôn. Anh camera, anh ngồi ngay cái hướng này nè, anh ngồi ngay cái hướng này, anh đưa vô ngay cái góc kìa, nhìn lên kìa. Ôi quá chừng mà con. Nào, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Ở khu ở trong đây nè, khu ở trong cái mí ruộng nè, là anh để là cây nào cũng để là 4 đến 5 trái. Còn khu ngoài bờ đê thì anh để là từ 6 đến 7 đến 8 trái nha. Anh để thử giống như nhiều trái nó như thế nào và ít trái nó như thế nào. Thì Bình Ly thường thường đến tại vườn á, thì Bình Ly sẽ cho những cái cây to to như thế này nè, để tầm khoảng là từ 4 đến 5 trái, thậm chí là 6 trái, thậm chí là 7 trái luôn, đúng không anh kia? Đúng rồi, dạ. Nói chung là mình biết cách để mình nuôi á, thì mình để được trái nhiều. Còn nếu như anh chị mà không biết cách nuôi thì mình để tầm khoảng 3 trái thôi, 3 trái đến 4 trái thôi là ok nha. Tết hôm nay cũng rất là cao nha, trồng 14 tháng bắt đầu khai thác trái rồi, cộng thêm 6 tháng nuôi trái nữa là 20 tháng thì mình có thu hoạch rồi. Mà giá thu hôm nay là 80.000 một ký. Dạ. Nói thật nha, nhiều khi mà giá mít mà 80.000 một ký là sầu riêng không có xi nhê gì với mít đâu nha bà con. Này là mít cuộc đỏ sơ vàng lá bầu Indo, trồng chuẩn giống thì mới bán được giá cao nha. Hiện tại chỉ có mít cuộc đỏ sơ vàng là đang được xuất khẩu thôi, còn những loại mít cuộc đỏ khác là không được xuất khẩu, nên quý bà con chúng ta cái khâu chọn giống nó cũng rất là quan trọng nha. Đó, thì ngày hôm nay Ly và anh Kia đã có mặt tại vườn của anh Dũng ở Bình Tân, Vĩnh Long nha, chia sẻ cho quý bà con chúng ta quy trình nuôi trái mít cuộc đỏ sơ vàng để đạt loại 1 ha. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật nuôi trái, hỗ trợ kỹ thuật làm bông làm trái, việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Ly xin nhắc lại là bên trung tâm cây giống có thu mua trái mít cuộc đỏ sơ vàng nha, tất cả khu vực miền Tây ra tới miền Đông nha. Anh chị nào chúng ta cần bán trái nè thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống nha. Giờ Ly và anh Kia xin chào và hẹn gặp lại.